ngưỡng mộ nghị lực vượt qua sóng gió của Hoa hậu Hà Kiều Anh lúc chồng đại gia vào tù tôi đã. Có một thời, nhan sắc của Hoa hậu Hà Kiều Anh được cho là chuẩn mực cho sắc đẹp của người phụ nữ Việt. Cho đến nay, chị đã trở thành một huyền thoại của nhan sắc Việt và mọi người đều nghiễm nhiên cho rằng chị là hoa hậu đẹp nhất của Việt Nam. Cho đến nay, người ta vẫn không thôi bàn tán về những câu chuyện gắn liền với thời son sắc của chị. Có thể nói cuộc đời chị là minh chứng sống cho hồng nhan đa truân. Song bằng nghị lực và sự mạnh mẽ, chị đã vượt qua mọi sóng gió biến cố cuộc đời để đạt được cuộc sống sung túc viên mãn như ngày hôm nay. Lá ngọc cành vàng rơi vào cảnh xa cơ. Không chỉ có danh xưng Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh còn là người đẹp có xuất thân bề thế nhất trong showbiz Việt. Chị sinh ra trong một gia đình trăm anh thế Việt, có ông nội và ông ngoại đều là những quan chức lớn, cựu thứ trưởng. Gia thế hơn người, song chị lại chẳng may có một tuổi thơ bất hạnh và khó khăn. Vẻ đẹp thanh tao, khí chất nhàn nhã của chị thường khiến người khác nghĩ rằng chị lớn lên trong nhung lụa, song thực sự thì lại trái ngược. Tuổi thơ của chị là những chuỗi ngày sống trong buồn tủi và thiếu hụt tình thương của người cha. Cha mẹ chị chia tay hồi chị mới lên 6, sau đó mẹ chị một thân một mình khăn gói đưa chị vào Sài Gòn lập nghiệp. Trên chuyến tàu Bắc Nam ấy, mẹ con chị khốn đốn, sức bức sang bang khi bị mất hết tiền bạc, phải ăn nhờ ở đậu nhà của một người quen. Trong ký ức tuổi thơ của chị, ngoài sự ấm áp mà tình thương của mẹ mang lại thì chẳng còn gì khác. Có chăng động lại chỉ là nỗi buồn tuổi khổ vì nghèo khó, vì thiếu thốn bóng dáng người cha. Đến giờ, chưa giây phút nào chị dám quên những ngày khốn khó ấy, khi hai mẹ con chị cùng nhau bươn chải mưu sinh bằng hai bàn tay trắng. Chị ngậm ngùi bảo rằng, hai mẹ con ăn cơm chan nước lã là chuyện bình thường, bữa nào sang lắm mới có thêm quả trứng luộc. Chị có hai mẹ con, nên với tôi, mẹ là chỗ dựa lớn nhất. Chị vừa đi học vừa phụ giúp mẹ, phụ mẹ may gia công, làm nhang, bán bún bò, làm đèn lồng. Đến năm 16 tuổi, chị xin mẹ đi thi hoa hậu. Nhà lúc đó không có tiền, mẹ chị vì thương con gái đã vay mượn khắp nơi để chị có thể thực hiện ước mơ của mình. Hai cuộc hôn nhân đầy lời ra tiếng vào của nàng hoa hậu đẹp nhất Việt Nam. Mối tình của chị với người chồng đầu tiên được xem là một tình yêu đẹp như mơ. Người phụ nữ xinh đẹp kết đôi cùng một người đàn ông thành đạt. Người đàn ông đó là Nguyễn Gia Thiều, một Việt kiều Pháp và là doanh nhân lớn. Thời điểm chị kết hôn với người đàn ông này, ai nấy đều xuýt xoa, bàn tán mãi không thôi về mối tình kiều nữ và đại gia. Nhiều người phụ nữ đều ganh tị với chị vì có một tấm chồng giàu sang. Vậy mà đùng một cái, chồng chị bị bắt và bị tòa án kết án 20 năm tù giam về tội buôn lậu và trốn thuế. Mọi gia sản đều bị tịch thu. Trong suốt 3 năm chồng bị xử án, chị chịu mọi búa rìu của dư luận. Người ta không khỏi nghi ngờ chị có dính líu đến vụ án của chồng vì cất giữ một số tiền lớn. Người ác mồm ác miệng hơn thì gọi chị là người đàn bà tai họa, hồng nhan họa thủy, khiến chồng phải lâm vào cảnh tù tội. Có người còn hả hê khi thấy nàng hoa hậu danh tiếng lẫy lừng lâm vào cảnh túng quẫn. Thậm chí cho đến bây giờ, người ta vẫn đồn đại rằng chị vô tình bạc nghĩa, bỏ mặc người chồng đại gia khi thấy người ta xa cơ lỡ vận. Miệng lưỡi người đời nghiệt ngã là thế, song không ai ngờ chị lại mạnh mẽ đến mức dám đối mặt với hiện thực mà không hề trốn tránh. Sự thật ngày đó chị luôn ở bên cạnh chồng khi anh bị xét xử. Không để ý đến cái danh xưng hoa hậu của mình, chị xuất hiện trước công chúng. Những lần hầu tòa cùng chồng với mái tóc bới vội sau gáy, quần đen áo sơ mi giản dị và mặt mũi lúc nào cũng mơ phờ, đôi mắt sương mộng. Lúc đó đứng trước công luận đang chỉ mũi dùi vào mình, chị thẳng thắn bảo, trong vụ này trước pháp luật anh Thiều sai thì phải gánh chịu trách nhiệm, em là vợ anh ấy, em nghĩ mình trước sau như một cố gắng cùng anh ấy vượt qua khó khăn, em sẽ không để anh ấy vượt qua khó khăn một mình được. Đó cũng còn là tình cảm, tình yêu của hai người. 20 năm là khoảng thời gian rất dài, nhưng không phải tự nhiên em và anh Thiều đăng ký kết hôn. Giấy đăng ký kết hôn thực chất chỉ là tờ giấy, có thể xé đi hay mất giá trị. Cũng như vợ chồng có thể ở cạnh nhau, nhưng cũng có thể chia tay nhau. Nhưng với em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì em cũng luôn bên cạnh cùng anh Thiều vượt qua khó khăn hoạn nạn. Quả thật, chị đã ở bên cạnh anh trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Nhưng duyên phận đã dứt thì dù nỗ lực như thế nào cũng không nói lại được. Hai người ly hôn vào khoảng 2 năm sau ngày anh kết án. Song chị vẫn luôn dõi theo chồng cũ. Cái ngày anh được ân xá, chị vui mừng bảo rằng mọi chuyện cuối cùng rồi cũng phải kết thúc. Anh Thiều đã được trả tự do và tôi rất mừng cho anh ấy. Nhưng việc ly hôn chồng khi chồng đang trong cảnh tù tội khiến chị phải đeo cái tiếng bội bạc suốt nhiều năm trời.
Chị không lên tiếng thanh minh nhiều, chỉ nói đơn giản như phận vợ chồng của hai người đã dứt. Cuộc hôn nhân kết thúc trong điều tiếng, vượt lên sự phán xét của dư luận. Chị vẫn kiên trì sống theo cách của mình. Rồi chị gặp người đàn ông thứ hai trong đời mình, doanh nhân Huỳnh Trung Nam, người đã mang đến mái ấm thực sự cho chị. Lại một lần nữa chị phải đối mặt với những lời xăm xì, bàn tán của đời người. Ai cũng nghĩ rằng chị ăn bám chồng, nhưng thực chất cơ ngơi hiện tại của hai vợ chồng chị có một phần đóng góp rất lớn của chị. Không những chăm sóc con cái, chị còn giúp đỡ chồng. Chị là một nữ doanh nhân thành đạt, là nhà đầu tư của một số khách sạn, nhà hàng lớn. Vượt qua mọi sóng gió và biến cố của cuộc đời, chị từng bước đi đến hạnh phúc viên mãn bằng chính sự kiên trì và mạnh mẽ của mình. Những màn tỏ tình ấn tượng của Sao Việt ngay trên sân khấu, có khi đó chỉ là một lời chia sẻ sự ngưỡng mộ, tình cảm dành cho người đồng nghiệp thân thiết, nhưng đôi khi đó cũng là cách những gương mặt nổi tiếng của showbiz chứng minh tình yêu họ dành cho nửa kia. Những màn tỏ tình công khai này luôn khiến các fan bất ngờ và thích thú. Trường Giang và Nhã Phương, lễ trao giải Mai Vàng diễn ra vào tối 20 tháng 1 vừa rồi, là một trong những sự kiện giải trí đầu tiên của năm 2017 và thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều người. Sự xuất hiện của diễn viên hài Trường Giang cùng Nhã Phương nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự nổi bật khi cùng được vinh danh ở hạng mục nam nữ diễn viên điện ảnh truyền hình. Điểm nhấn của cặp đôi Trường Giang Nhã Phương tại lễ trao giải là khi đứng trên sân khấu, danh hài không ngừng ngại nắm chặt tay bạn gái và không khai nói anh yêu em trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả. Sau đó Trường Giang còn ga lăng nắm tay dìu bạn gái quay về hàng ghế khách mời của sự kiện. Thúy Diễm và Lương Thế Thành, trước cặp đôi Trường Giang Nhã Phương, một đôi trai tài gái sắc khác là Lương Thế Thành và Thúy Diễm cũng không ngại bày tỏ tình cảm trước đám đông. Đôi tiên đồng ngọc nữ của làng điện ảnh Việt phải lòng nhau sau khi tham gia bộ phim Ranh Giới Tình vào năm 2013 và đã chính thức nên duyên vợ chồng bằng hôn lễ hoành tráng cũng như vô cùng lãng mạn năm 2016. Tại lễ trao giải HTV Award 2015, khi đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, Lương Thế Thành không ngừng ngại nói anh yêu em và dành ánh mắt trìu mến về phía hàng ghế khán giả cho Thúy Diễm. Màn tỏ tình bất ngờ của nam diễn viên điện trai khiến Thúy Diễm vô cùng hạnh phúc. Dù khi đó đang được hàng ngàn người chú ý, nhưng cô vẫn không giấu nổi sự xúc động và niềm hạnh phúc trào dâng trong ánh mắt. Mỹ Tâm, nữ ca sĩ được nhiều đồng nghiệp tỏ tình trên sân khấu nhất. Họa mi tóc nâu Mỹ Tâm nổi tiếng và được nhiều người mến mộ từ nhiều năm nay, sở hữu giọng ca thiên phú, cá tính mạnh mẽ và tấm lòng nhân hậu. Việc nhiều nghệ sĩ đình đám trong làng giải trí xa lưới tình của Mỹ Tâm là điều không khiến khán giả lạ lùng hay ngạc nhiên. Đàm Vĩnh Hưng, ông Hoàng Nhật Việt, có lẽ là người chăm thú nhận việc bị Mỹ Tâm cuốn hút nhất. Một trong những lần tỏ tình nổi bật mà Mr. Đàm dành cho Mỹ Tâm là khi cô hứa sẽ hỗ trợ thí sinh ở The Voice 2015. Lúc ấy, nam ca sĩ đình đám đã thốt lên rằng, Tâm ơi đừng hỏi vì sao anh yêu em. Trong khi đó, khi Mỹ Tâm góp mặt trong chương trình ca nhạc Vào Hạ ở Hà Nội, giọng ca Đào Hoa Tuấn Hưng đã thổ lộ, anh nói thẳng luôn trước mặt bao người là anh yêu Mỹ Tâm à. Câu nói của người đồng nghiệp thân thiết khiến Hòa Mi tóc nâu khá ngại ngùng và chỉ biết cười trừ. Chẳng hề thua kém hai đồng nghiệp kể trên, Bằng Kiều cũng từng nói muốn kết hôn cùng Mỹ Tâm. Đó là lúc hai người vừa hoàn thành phần song ca ca khúc Hãy Nói Với Em trên sân khấu. Bằng Kiều không ngần ngại tâm sự, em thật sự rất xinh và anh muốn lấy em làm vợ. Tuy nhiên, hầu hết những người yêu nhạc đều hiểu đây là cách để bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến của các đồng nghiệp đối với Mỹ Tâm, chứ không phải thể hiện tình yêu nam nữ đơn thuần. Hồ Ngọc Hà cũng nằm trong danh sách những người đẹp được tỏ tình ngay trên sân khấu. Tuy nhiên, đối tượng tỏ tình lại là một thí sinh tham dự chương trình Nhân Tố Bí Ẩn 2014 do cô làm giám khảo. Nên về cơ bản, màn thổ lộ tình cảm cũng diễn ra một cách hài hước và được tiếp nhận nhẹ nhàng hơn. Trấn Thành đòi cưới Lan Ngọc. Ông xã của nữ ca sĩ Harry Won là một trong những gương mặt hoạt ngôn nhất của làng giải trí Việt. Chính bởi vậy, anh luôn có những cách đặc biệt để khuấy động sân khấu, trong đó có cả việc ngỏ lời yêu ai đó. Trong một lần cùng diễn với Ninh Dương Lan Ngọc ở chương trình Bí Mật Đêm Chủ Nhật, khi nữ diễn viên vừa xuất hiện, Trấn Thành bất ngờ tiến tới và hát ca khúc Trả Nợ Tình Xa, có phần lời được chế lại vô cùng hài hước.
Không dừng lại ở đó, Trấn Thành còn quỳ xuống sân khấu và ngỏ lời cầu hôn Lan Ngọc. Ngọc hỡi Ngọc ơi, làm vợ Thành đi. Nhanh trí và tự tin, Lan Ngọc ngã vào vòng tay của Trấn Thành, tạo nên một tràng cười thú vị cho khán giả theo dõi chương trình.